Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một trải nghiệm độc đáo tại trang trại bò sữa. Đàn bò sữa sinh trưởng và phát triển tốt cho nguồn sữa tươi dồi dào, chất lượng, giúp người nông dân mang lại lợi nhuận. Mỗi chú bò sữa đều được đánh số thứ tự riêng, thuận lợi cho việc theo dõi sức khỏe về tình trạng và giúp nguồn sữa luôn đảm bảo chất lượng. Khi được 24 đến 25 tháng tuổi, bò bắt đầu cho sữa. Thì sữa bò được vắt một ngày hai lần. Khi chuẩn bị vắt sữa, chủ trang trại sẽ mở nhạc cho bò nghe. Mỗi khi vắt sữa, bò không bị giật mình, không gây ảnh hưởng đến quá trình tiết sữa của bò. Quá trình vắt sữa bò đôi khi bị trục trặc thì sẽ bị bò nó đá. Chăn nuôi bò sữa khác với các loại gia súc khác. Khâu vệ sinh có ý nghĩa rất lớn đối với chất lượng của nguồn sữa và được đảm bảo hay không. Do vậy, trước tiên tiến hành vắt sữa, chuồng trại phải được vệ sinh thật là sạch sẽ. Sữa sau khi vắt sẽ được bảo quản bằng máy lạnh ở nhiệt độ là 0 độ C. 2 ngày một lần, nhà máy sữa sẽ về thu. Thưa các bạn, đây là quá trình để có được sữa bò chất lượng tốt. Thì hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cái quy trình nặng sữa bò. Mời các bạn theo dõi. Hey.
bè 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 bò 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 bè bò. Bè bè các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem để cùng biết là cách người dân nặng sữa bò như thế nào, và hãy nhớ đăng ký subscribe kênh của mình ủng hộ. Thằng ấy chào các bạn và hẹn gặp lại trong buổi chia sẻ tiếp theo. Thằng ấy chào các bạn.